Vừa qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai của Thạch Bạc, 27 tuổi, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cảnh sát, Bạc là nghi phạm dùng hung khí chém trọng thương một người trên địa bàn chỉ vì mâu thuẫn về việc dựng xe máy. Tại cơ quan điều tra, Thạch Bạc khai khoảng 6 giờ sáng ngày 18 tháng 8, NPC, 44 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức, cùng 3 người bạn đến quán karaoke trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Triều, thành phố Thủ Đức ca hát. Nhóm anh C dựng xe máy chắn lối đi vào nhà vệ sinh của quán, nên nhân viên BTN, 19 tuổi, quê Sóc Trăng nhắc nhở. N yêu cầu nhóm anh C rời xe đi chỗ khác nhưng không được, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. N lao vào tác động vật lý với anh C. Bị tấn công, anh C gọi thêm người cầm theo xẻng đến tấn công lại N và Thạch Bạc, cũng là nhân viên quán karaoke. Sau đó, Thạch Bạc chạy vào trong phòng, lấy hung khí xông ra chém trọng thương anh C. Gây án xong, Thạch Bạc và N vào quán karaoke trốn. Riêng anh C được chuyển đến bệnh viện thành phố Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Sau khi được công an thuyết phục, Thạch Bạc ra trình diện. Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc như trên. Qua vụ việc này, mỗi người cần học cách tỉnh táo, kiềm chế cơn nóng giận để không gây ra những hành vi quá khích.